Các bác đang theo dõi cửa hàng test và báo giá con lọc của Hàn Quốc, mã là Anam 1800, giá 2 triệu đồng giá tại cửa hàng cho anh em chơi các bác nhá. Bề ngang của lọc là 43 cm. Bao zin đét luôn anh em nhá. Và con lọc này nó cái dòng lọc Anam này nó có cái hiệu ứng đèn rất đẹp luôn. Thường các hãng khác, chẳng hạn những mẫu lọc Hàn khác hoặc lọc Nhật thì nó chỉ 1-2 kiểu nháy thôi. Nhưng con này khá nhiều kiểu nháy. Hàng đẹp, hàng bao zin đẹp các bác nhá. Rất mới luôn đấy. Giá 2 triệu đồng giá tại gà. Về tính năng thì rất nhiều hệ nhạc. Mặt bên, mặt trên, nói chung tổng thể là bao đẹp cho anh em. Lọc này thì hai cầu điện. Cửa hàng đang chạy nó với điện 220 các bác nha. Rất mới và đẹp luôn đấy anh em ạ. Đây là bụi bặm nha. Đây đang để điện 220. Đường vào tín hiệu này, đây đường xuất tín hiệu ra này anh em này. Đấy, cái đường này không dùng đến nhá. Có lọc vào thì anh em nghe nhạc hát karaoke, tiếng nó sẽ bay bổng hơn rất nhiều. Rất nhiều hệ nhạc anh em bấm vào đây. Các khuôn nhạc khác nhau thì các chế độ nhạc khác nhau. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại cửa hàng ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông các bác nhé.